Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh video của Thành Đạt. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn loại cúp pha lê hình ngôi sao. Như các bạn thấy đang trưng bày ở trước mặt mình đây là các loại mẫu cúp pha lê ngôi sao mà Thành Đạt bên mình đang phân phối. Thì tại Thành Đạt đã có xưởng sản xuất trực tiếp các loại cúp pha lê ngôi sao này, nên nếu các bạn có đặt hàng hoặc mua hàng của Thành Đạt thì sẽ có 4 cái thế mạnh và lợi thế. Như một là sẽ không thông qua các khâu trung gian nào hết, mà Thành Đạt sẽ sản xuất và giao trực tiếp cho mình luôn, nên giá cả rất là hợp lý. Thứ hai, đội ngũ của Thành Đạt là các kỹ thuật viên lành nghề lâu năm cộng với công nghệ sản xuất tiên tiến sẽ giúp tạo ra các cúp pha lê có độ tinh xảo cao và theo yêu cầu của khách hàng. Thứ ba là đáp ứng được mọi yêu cầu của khách, từ mẫu mã đến số lượng của sản phẩm, số lượng từ một cái hay đến số lượng từ vài ngàn cái, Thành Đạt có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khách hàng nhé. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đảm bảo được thời gian hoàn thành sản phẩm một cách nhanh chóng và giao hàng nhanh nhất đến tay khách hàng. Và nhiều khách hàng, nhiều các bạn sẽ thắc mắc là cúp pha lê ngôi sao thì có ý nghĩa gì và tại sao thì mọi người thường hay lựa chọn cúp pha lê ngôi sao để chúng ta vinh danh hoặc là tặng trong các dịp kỷ niệm hoặc là hiến chương. Rồi, đầu tiên về ý nghĩa của pha lê, thì pha lê như các bạn thấy màu của nó rất là trong suốt, rất là sáng và nó mang đến ý nghĩa tốt lành, may mắn, vui vẻ hoặc là mưu cầu tiền tài, đỗ đạt, may mắn, hạnh phúc từ người tặng dành cho người được tặng. Và thứ hai đó chính là ý nghĩa của một biểu tượng ngôi sao. Như biểu tượng ngôi sao các bạn có thể thấy nó có xuất hiện rất là nhiều trên ví dụ như lá quốc kỳ hoặc là huy chương, huy hiệu, rất là nhiều nơi có chúng ta thấy hình ngôi sao. Và ngôi sao này mang ý nghĩa tinh thần rất là to lớn, nó thể hiện niềm tin chiến thắng và mang ý nghĩa cũng giống như là một tấm gương sáng, một tấm gương sáng dành cho người được tặng vậy. Và thường các loại cúp pha lê ngôi sao này chúng ta thường được ứng dụng tặng cho các cuộc thi tôn vinh hoặc là khen thưởng cho những cá nhân xuất sắc ở các giải đấu thể thao hoặc là tôn vinh các nhà lãnh đạo, đều sử dụng tất cả những cái cúp ngôi pha lê ngôi sao này rất là phù hợp. Thì ở trên đây mình sẽ giới thiệu trực tiếp về những cái mẫu mã cúp pha lê. Đầu tiên ở bên tay trái mình đây, đây là cúp pha lê, các bạn thấy ngôi sao này, đây được khắc và rất là khắc rất là nhiều ngôi sao nhỏ ở kế bên, và ở dưới là các hàng chữ thông tin mà người đặt yêu cầu. Thì đây là chúng ta đã sẽ khắc lại dạng laser, nghĩa là khắc trực tiếp trên thân của pha lê luôn và chúng ta khắc ở mặt đằng sau. Rồi, cúp pha lê thứ hai, chúng ta thấy hình ngôi sao chính là pha lê luôn các bạn, không phải là chúng ta khắc giống như bên này nữa mà hình của ngôi sao chính là hình pha lê và chúng ta có khắc ở trên bề mặt. Đây là mẫu cúp thứ hai. Rồi, mẫu cúp thứ ba và thứ tư ở đây các bạn có thể thấy ngôi sao được làm bằng chất liệu khác nằm ở trên pha lê. Ngôi sao ở đây được làm bằng chất liệu đó chính là giáp đồng nha các bạn. Các bạn thấy rất là sáng và đẹp và để được rất là lâu, không có sợ bị nó bị cũ hoặc là bị mờ đi nha các bạn. Này mình chỉ cần lấy khăn lau lại là nó sẽ rất là sáng. Và mẫu cuối cùng ở đây là chúng ta cũng khắc laser, nhưng mà khắc laser ngôi sao ở bề mặt trước của pha lê. Ở đây chúng ta khắc bề mặt sau, còn cái cuối cùng này chúng ta khắc bề mặt trước và có màu sắc luôn. Thì trên đây là những mẫu pha lê ngôi sao mà Thành Đạt bên mình đã phân phối, các bạn thấy có đẹp không ạ? Nhưng mình thì mình thấy rất là thích thú và khi mà mình tặng cho các cuộc thi thì rất là phù hợp. Nếu như các bạn có quan tâm đến các sản phẩm, các mẫu mã này, có thể liên hệ tới hotline ở trên màn hình, sẽ có nhân viên của Thành Đạt tư vấn và hỗ trợ báo giá cho chúng ta nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh video của Thành Đạt. Mời các bạn like và đăng ký để ủng hộ và theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau ạ. Xin chào.